Ví dụ nói là gì? Rất to thì sẽ nói là Thần ta. khẩn ta, không to lắm nào, không to lắm sẽ nói là Bù thai ta. bú thai ta, được chưa? Có cái gì đấy thì mình sẽ dùng động từ gì? Dậu. Không có nào, không có thì sẽ là Mấy dậu. hỏi là bạn có tiền không nào, bạn có tiền không? Nỉ dậu mấy dậu chen Như chen vậy. ma. Nếu đã dùng hiểu mấy hiểu thì không có ma nữa, đúng không? Đó, bởi vì mình dùng cái dạng lặp lại rồi, câu vào câu phản vấn rồi thì mình không 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 có ma ở cuối nữa. Một là ní hiểu chén ma, hai là ní hiểu mấy hiểu chén, được chưa? Ní hiểu mấy hiểu chén, đúng không? Nào, tôi có 500.000 sẽ nói như nào? Tôi có 500.000. Của dậu u bãi 500 m, 500.000 cơ mà. Không phải. 500.000 sẽ500.000 đọc như nào? Viết u ra đi bãi chứ không chén được. Sao lại nói úp phải chén là cái gì? 500.000 cơ mà, u 500.000 cơ bãi mà. Nào đọc như nào? chén. Sai. Nào, chúng ta phải viết ra nhá, phải viết ra thì mới đọc được. 500.000 đúng không? Như vậy là đếm ngược bốn chữ số này, chỗ này còn 50 cơ mà. 50 sẽ đọc là ủ sứ, đúng chưa? Sau đó cộng với lại cả quan, đúng không? Đấy, thì đọc theo kiểu như thế nhá. Đấy, biết ngay mà. Đúng không? Chứ không phải đọc theo kiểu tiếng Việt như kia, đúng không? Đấy, của yếu ủ sứ quan, đúng không? Rồi, ok. Bạn khác nào? Amel, chị Diệu nhá. Chị Diệu nào? Bạn có anh trai không? Bạn có anh trai không, chị Diệu? Đi đâu hết rồi? Rồi, chị Trang nào? Bạn có anh trai không? Ví dụ Anh trai là cưa mẹ bên theo ní hiểu cưa cừa ma đúng không? Nói lại nào, ní hiểu cưa cừa ma. ví dụ cứ cơ ma Tôi không có anh trai sẽ nói như nào? ủa mấy dụ cơ cửa Về của mấy hiểu cưa cừa đúng không? Rồi tiếp này, gì nữa nhở? Rồi nhiều là gì, nhiều là gì đây? hẳn. Nhiều cơ mà, nhiều cơ mà, khẩn là rất. Tua đúng không? Nhiều Tua. nhiều Rất tua. tua. Ví dụ nói là tôi có rất nhiều tiền nào, tôi có rất nhiều tiền. Ủa ẩn tua Ủa hiểu, chén. ủa hiểu chứ phải là ủa hiểu hẳn tua chứ đúng không? Ủa hiểu hẳn tua chén đúng không? Ủa Hiểu hiểu động hẳn từ tua nào? chén. Ủa hiểu hẳn tua chén. Rồi thế ví dụ nói là tôi có rất nhiều sách tiếng Trung thì sẽ nói như nào? Tôi có rất nhiều sách tiếng Trung. Từ từ mẹ đang học. Ủa hiểu Hẳn tua. có rất nhiều hẳn tua. Sách Sách tiếng Trung, sách là cái gì nhỉ cô nhỉ? sách là Quên su mất đúng không? Sách là su. Cái tiếng Trung thì rồi. là Hán Ủy, nhưng mà mình phải đưa lên. Sách tiếng Trung thì phải nói tiếng Trung trước, sách sau. Su. Hán Ủy su. Ủa yếu hẳn tua Hán Ủy su đúng không? Rồi tuổi nào, tuổi là cái gì ạ? Tuổi là xoay. Xuôi, Xuôi. xuôi nhá, không phải xuôi, xuôi đúng không? Xuôi, rất nhiều bạn đọc nhầm cái từ tuổi này Xuôi. nhá. Xuôi nhá, tuổi. Nào, tôi năm Xuôi. nay 30 tuổi sẽ nói như nào? Tôi năm nay 30 tuổi. Ủa xuôi à, ủa chim nén xa xứ xuôi. Đây của chi nhánh sang xứ xuôi đúng không? Thế câu hỏi dành cho tuổi là gì? Ví dụ hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi, câu hỏi dành cho tuổi sẽ hỏi như nào? Lý chỉ xuôi. Lý chỉ xuôi thì thường là hỏi mấy tuổi. Nếu mà dùng kiểu như lý chỉ xuôi đấy là hỏi cho những đứa bé thôi, dưới tầm 10 tuổi thôi. Chứ còn bình thường chúng ta toàn mấy chục tuổi rồi, có ai hỏi là thế bạn mấy tuổi được không không? Đúng không? Thường phải hỏi là bạn bao nhiêu tuổi nhá. Nỉ Nỉ chi chim nhánh. nén tua ta. Đúng rồi, nỉ chi nhánh tua Tua ta ta. đúng không? Nhá, nỉ chi nhánh tua ta, được chưa? Nỉ chi nhánh tua ta. Đấy. Tiếp nào, đất nước là gì nhỉ? Nước mà đất nước là gì? Nước là của Của đúng không? Nào ví dụ Trung Quốc thì sẽ nói là gì ạ? Trung Quốc đến Trung Quốc thôi thì chỉ là Trung Quốc thôi, người Trung Quốc thì mới là Trung Trung Quốc Quốc đến đúng không? Người Trung Quốc mới là Trung Quốc đến nhá. Hàn Quốc nào? Hàn Quốc là gì ạ? Hàn Quốc Hàn Quốc đúng không? Người Hàn Quốc thì sẽ nói là gì? Hàn Quốc đến Thế công ty Hàn Quốc thì sẽ nói là gì? cung sư Hàn Quốc. Hàn Quốc công sư chứ. Hàn Quốc công sư. Hàn Quốc công sư. Vâng. Rồi ok, tiếp nào, nước Mỹ nào, nước Mỹ có nhiều không? Mỹ là gì? Mỹ của Mỹ, Mỹ của, được chưa? Mỹ Mỹ của của nhá. Rồi ok, anh Đạt nào? Thế nước Nhật Bản nào? Anh Đạt, Nhật Bản là cái gì ạ? rửa rửa bẩn Rư bẩn không phải rửa bẩn nhé, rửa rư bẩn bẩn, rư bẩn đúng không? bẩn Thế công ty Nhật Bản thì sẽ nói như nào? Công ty Nhật Bản nào? rư bẩn cung cung chua
Rư bẩn cung sư. À, cô rư bẩn cung sư. À, rư bẩn cung sư. Thế nói cả câu là tôi làm việc ở công ty Nhật Bản đi thì sẽ nói như nào? Tôi làm việc ở công ty Nhật Bản. Của trai rư bẩn cung sư. Cung gì? Cung chua nữa, đúng không? Chua. Của trai rư bẩn cung sư cung chua, đúng chưa? À, đấy nhá. Rồi tiếp nào, người Bắc Ninh thì sẽ nói như nào? Bảy Ninh Rấn. Ừ, người Bắc Giang nào? Người Bắc Giang ạ. Bảy Giang Rấn. Bảy Giang nhé, đọc lại này. Bảy Giang Rấn. Bảy Giang Rấn. À, Bảy Giang. Ừ, Bảy Giang Rấn. Rấn. Ừ, Hà Nội nào? Hà Nội là cái gì nhỉ? À, Khứa gì? Khứa Nây đúng không? Khứa Nây. Ờ, Khứa Nây, được chưa? Rồi, thế hỏi bạn là người nước nào thì sẽ hỏi như nào? Cả câu hỏi bạn là người nước nào? À, Nị sư. Nị sư. Nị sư gì nào? Nị sư nào của Rấn đúng không? Ừ, Nị sư nào của Rấn, được chưa nhá? Ờ, Nị sư nào của Rấn. Ừ, bạn là người nước nào, được chưa? Rồi, ok. Nào, thế đấy là nghĩa tiếng Việt nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đối thoại với nhau một chút bằng tiếng Trung này, đúng không? Bây giờ sẽ không phải là dịch từ Việt sang Trung nữa, mà bây giờ là gì? Nó sẽ đối thoại bằng tiếng Trung nhá. Đấy, xem là câu hỏi một cái thông tin gì đấy mà các bạn sẽ trả lời, được chưa? À, ai trước đây? Chị Diệu, bật được mic cho chị Diệu ơi. Như out ở ra ngoài rồi à? Out ở ra ngoài rồi đấy. Ờ, nào, bạn khác trước nhá. Kim Anh nào? Kim Anh, Lý Hảo. Là Sư Hảo. Ừ. Nǐ guì xìng, nǐ guì xìng. Wǒ xìng Huáng. À, xìng Huáng, nǐ jiào shěnme mìngzì? Nǐ jiào shěnme mìngzì? Wǒ jiào A Ying. Ừ, nǐ jìnnián duō dà? Nǐ jìnnián duō dà? Wǒ jìnnián sànshíyì suì. À, jìnnián sànshíyì suì. Hǎo, nǐ shì nǎ guō rén? Nǐ shì nǎ guō rén? Wǒ shì yuè nán rén. Ừ, shì yuè nán rén. Nǐ shì běi míng rén ma? Nǐ shì běi míng rén ma? Bù shì. Ừ, nà nǐ shì nǎ guō rén? À, nà nǐ shì nǎ lǐ rén? Wǒ shì běi jiàng rén. À, shì běi jiàng rén. Hǎo, nǐ zài nǎ gōng zuò? Nǐ zài nǎ gōng zuò? Wǒ zài Zhōng Guó gōng sī gōng zuò. À, zài Zhōng Guó gōng sī gōng zuò. Nǐ de jīng lǐ zěnme yàng? Nǐ de jīng lǐ zěnme yàng? Wǒ de jīng lǐ hěn hǎo. À, jīng lǐ hěn hǎo. À, nǐ de jīng lǐ shì nǎ guō rén? Nǐ de jīng lǐ shì nǎ guō rén? Wǒ de jīng lǐ shì Zhōng Guó rén. À, jīng lǐ shì Zhōng Guó rén. Hǎo, nǐ yǒu duō shǎo qiān? Nǐ yǒu qiān ma? Nǐ yǒu qiān ma? À, nǐ yǒu qiān ma? Wǒ měi yǒu. Měi yǒu qiān, đúng không? À, měi yǒu qiān. Nǐ yǒu hěn duō shěnme? Nǐ yǒu hěn duō shěnme? Wǒ yǒu hěn duō Zhōng Guó shù. À, yǒu hěn duō Zhōng Wěn đi. Sẽ nói là Zhōng Wěn shù, đừng nói là Zhōng Guó shù nhá. À, wǒ yǒu hěn duō Zhōng Wěn shù hoặc là Hán Nǐ shù, đúng không? Nǐ yǒu gè gè ma? Nǐ yǒu gè gè ma? Wǒ měi yǒu gè gè. À, nǐ yǒu jiè jiè ma? Nǐ yǒu jiè jiè ma? Wǒ měi yǒu jiè jiè. Ồ, nà nǐ yǒu dì dì ma? Nǐ yǒu dì dì ma? Wǒ yǒu dì dì. À, yǒu dì dì. Nǐ dì dì jīn niān duō dà? Nǐ dì dì jīn niān duō dà? Wǒ dì dì jīn niān 27 tuổi. Ồ, dì dì jīn niān 27 tuổi, đúng không? Ừ, hǎo. Rěn shì nǐ hěn gào xìng, rěn shì nǐ hěn gào xìng. Rěn shì nǐ wǒ jiě hěn gào xìng. À, rồi, ok, zài jiàn. Zài jiàn. Ờ, rồi, rất tốt, được chưa? À, các bạn có hiểu cô với lại cả bạn Kim Anh vừa nói cái gì không? Có hiểu được hết không? Hằng, Hằng có hiểu được hết không Hằng? Cũng hiểu. À, cũng hiểu. Hiểu. Cũng hiểu đúng không? Ừ, thế là tốt. Nhưng mà chưa? chậm hơn. À, chậm hơn một chút nữa gì? Ừ, rồi, ok nhá. À, không, thế là cô tùy từng bạn đấy. Bạn nào mà các bạn có thấy bạn ấy trả lời được rồi thì cô sẽ hỏi nhanh. Thế còn bạn nào mà chưa trả lời được thì sẽ hỏi chậm, đúng không? Nào, Hằng đâu, xem nào. Rồi, Nhĩ Hảo. Lão sư hảo. Ừ, nǐ xīng shěnme? Nǐ xīng shěnme? Qǐng wěn nǐ xīng shěnme? Wǒ xīng Luán. Ừ, nǐ jiào shěnme mìngzì? Nǐ jiào shěnme mìngzì? Wǒ jiào A Hěng. Ừ, nǐ jìnnián duō dà? Nǐ jìnnián duō dà? Wǒ jìnnián nè 23. À, 23 suì, đúng không? Ừ, 23 suì. Nǐ yǒu měi yǒu nán péng yǒu? Nǐ yǒu měi yǒu nán péng yǒu? Wǒ yǒu. À, yǒu nán péng yǒu. Nǐ de nán péng yǒu, nǐ de nán péng yǒu jìnnián duō dà? Nǐ de nán péng yǒu jìnnián duō dà? Wǒ de nán péng yǒu jìnnián nè 19 suì.
19岁 hả? Chân đó. Ồ thế à? Ừ, thế thích nhờ. Rồi, tha sư bảy nhìn lấn ma, tha sư bảy nhìn lấn ma, tha sư bảy nhìn lấn ma. Tha sư bảy nhìn lấn. À, tha sư bảy nhìn lấn, nì nó, nì dễ sư bảy nhìn lấn ma, nì dễ sư bảy nhìn lấn ma. Ủa dễ sư bảy nhìn lấn. À, nì dễ sư bảy nhìn lấn, hảo. À, nì dỗ cơ cơ ma, nì dỗ cơ cơ ma. 我不有哥哥，我有弟弟。啊，后面有，后面有弟弟。啊，我有弟弟。啊，我有弟弟，有没有？嗯，好。啊，你弟弟今年多大？你弟弟今年多大？哎，我没有多大。啊，我不知道，嗯，我不知道。那这样的，OK，好。接下来，你在哪学汉语？你在哪学汉语？ 我在哪学汉语？你在哪学汉语？我在北宁。哦，听起来，查来来，我在北宁。汉语难吗？汉语难吗？汉语很难。哦，汉语很难哦。你在哪工作？你在哪工作？啊，không đi làm ở đâu thì nói đi. À, em có thể nói là gì？我没有工作nhé，em có thể dùng là没有工作，tức là không có công việc ấy. À, nói chưa nhá. Ờ, 我没有工作，嗯，我没有工作，nói chưa. Rồi, OK, 好. Là谁给你钱？谁给你钱？学汉语，你爱交tiền đi học đúng không？男朋友吗？不是，啊，不是啊，那谁给你钱？ 钱，我有钱。啊，我有钱，哦，không đi làm có tiền đúng không? Rồi, hả? 你爸爸今年多大? 你爸爸今年多大? 我爸爸今年呢，嗯，em không nhớ. Ồ đấy, còn cái chả biết bố mẹ bao tuổi, em bao tuổi cũng chả biết. Được chưa? Thăm ơn sân thí hảo ma, nì ba ba ma ma sân thí hảo ma, ba ba ma ma sân thí hảo ma. Ủa, ba ba ma ma sân thí hẳn hảo. À, sân thí hẳn hảo, đúng không? Rồi, ok, rất xin ý hẳn cao xinh. Rất xin ý, ủa dạ hẳn cao xinh. À, ủa dạ hẳn cao xinh, được chưa? Rồi, ok, hảo, hỏi một bạn khác nữa nhá. À, thì nhờ ASEAN đi, chị Hương nào, chị Hương, ní hảo. Lão sư đi học. Ừ, rồi. Nì chai nào cũng chua, nì chai nào cũng chua. Ủa chai Trung Quốc cũng chua, cũng sư cũng chua. À, chai Trung Quốc cũng sư cũng chua. Nì đó cũng chua mắng mà, nì đó cũng chua mắng mà. Ủa cũng chua hẳn mắng. Ừ, cũng chua hẳn mắng. Ờ, nì, nì sư bảy nhìn rấn mà, nì sư bảy nhìn rấn mà. Nì sư bảy nhìn rấn mà có nghĩa là gì nhỉ? Chị có phải là người Bắc Ninh không đúng không? Nếu phải thì nó trả lời là gì thôi? Sư đúng không? À nhá, sư ngắn gọn thế. À sư hoặc cả câu là của sư bảy nhìn rấn nha. Nào, nì sư bảy nhìn rấn mà chị Hương. Ủa sư bảy nhìn rấn. À sư bảy nhìn rấn đúng không? Ừ, ủa sư bảy nhìn rấn. Nì chi nén tua ta là? Nì chi nén tua ta là? Ủa chi nén à? 31岁. Ừ, 今年31岁, đúng không? À, 今年31岁. À, 你喜欢喝什么? 你喜欢喝什么? 你喜欢喝奶茶? 喜欢喝奶茶, đúng không? À, 喜欢喝奶茶. 好, 你喜欢喝酒吗? 喜欢喝酒吗? 空 ăn chọc và bú sỉ khoan cơ bú sỉ khoan cơ chiểu đúng không? Ừ, bú sỉ khoan cơ chiểu nè chưa? À, bú sỉ khoan cơ chiểu. Ní hiểu cơ cơ ma? Ủa mấy hiểu cơ cơ? Ừ, nà ní hiểu tí tí ma? Ní hiểu tí tí ma? Hiểu tí tí ma? À, ní hiểu tí tí ma? Ủa, ủa 我有弟弟，你弟弟今年多大？行，都没有。哦，行，都不叫了，27，对不对？27，我弟弟今年。
của tỷ tỷ chim nén ở xứ gì ở xứ 27 đọc là gì? Ừ, hôm nọ đọc đến tiền tỷ rồi đấy, giờ 27 lại quên à? Ơ xứ chi. Đúng chưa? Ở tỷ tỷ ơ xứ chi xây đúng không? Ơ xứ chi xây nhá. Đây, đấy. Đây. Sơ sơ nội dung của bài ngày hôm trước là như thế đúng chưa? Đó. Nhá. Tiếp theo nào, nay chúng ta sẽ cùng học tiếp nhá, sau đó là chúng ta sẽ cùng luyện, cho nên chúng ta sẽ có một cái buổi nữa để luyện lại giới thiệu về bản thân này, nó sẽ học nốt các thông tin để giới thiệu bản thân đã. Thế nào là mình học rồi đúng không? Rồi tiếp theo nào, đây mình có động từ đó là chu nhá. À chu có nghĩa là sống ạ. À sống này không phải là sống chết nhé các bạn nhá, không phải là sống theo kiểu dạng là đối lập với chết, mà sống này là dạng là sinh sống nhá. Mình ghi là sinh sống cho cô. Chu là sống hoặc là sinh sống tại đâu đấy. Thế còn sống chết là từ khác nhá. Từ này là sống là sinh sống này, chu. À, thế này viết như nào đây? Ôi là vẫn đang nghiện là chu nước à? Chu người à? Ôi, ai đấy? Rồi đầu tiên là chúng ta có bộ nhân đứng trước đúng không ạ? À, có bộ nhân đứng nhá. Đúng không? Đấy, sau đó bên cạnh này, chúng ta viết một dấu chấm này. Sau bên dưới là chữ vương đấy, chữ hoáng đấy. Đúng chưa? Đấy, từ này đọc là chu, sống, động từ nhá, sống tại đâu đó. Nào ví dụ bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là bạn sống ở đâu thì mình sẽ hỏi như nào? Á tá, anh Đạt, bạn sống ở đâu chẳng có chưa? Trai chu nỉ chu trai nè. Đúng rồi, phải là nỉ chu trai nhá, đúng không? Bạn sống ở đâu? Ờ, riêng cái từ này thì lại không cần thiết phải đổi cái từ chu này này. Đó, chúng ta lại không cần thiết phải đổi trạng ngữ lên trước, trạng ngữ chỉ địa điểm lên trước nhá. Mình chỉ cần nói là gì thôi ạ? Nỉ chu trai nả hoặc nỉ chu trai ná lỉ nhá. Cái từ này, cái từ này thì không cần thiết phải đổi. Đấy. Cái này nói luôn là nỉ chu trai ná lỉ. Đấy. Hoặc thực ra các bạn đổi lên thì cũng không sao cả nhá. Có thể hỏi là nỉ trai ná lỉ chu vẫn được nhá. Nỉ trai ná lỉ chu vẫn được. Đấy. Hoặc là mình có thể nói là nỉ chu trai ná lỉ cũng được. Nỉ chu trai ná lỉ hoặc nỉ chu trai nỏ. Nếu mà không nói ná lỉ thì nó phải đọc uốn lưỡi lên đúng không? Nỉ chu trai nỏ hoặc là nỉ chu trai ná lỉ. Nào tôi sống ở Bắc Ninh thì sẽ nói như nào nhỉ? Tôi sống ở Bắc Ninh sẽ nói là của chu trai Bảy Ninh. Đấy, đúng rồi, của chu trai Bảy Ninh đúng không nhá? Của chu trai Bảy Ninh. Đấy, của chu trai Bảy Ninh, tôi sống ở Bắc Ninh. A Chen nào, Kiên, nỉ chu trai nỏ. Kiên, nỉ chu trai nỏ. Ủa chu trai Bảy Ninh. À, ủa chu trai Bảy Ninh đúng không? A Phang nào, Phóng, nghỉ nó, nghỉ chu trai nó. Dạ, dạ, ủa chu trai Bảy Ninh. Ủa chu trai Bảy Ninh, được chưa? À, nhá, ủa chu trai Bảy Ninh, được chưa? Rồi, ok. A Mèo nào, chị Diệu, nghỉ chu trai Bảy Giang ma, nghỉ chu trai Bảy Giang ma. Câu này hiểu là gì? Nỉ chu trai Bảy Giang ma? Không phải, câu hỏi bạn Diệu là chu trai Bảy Giang ma, tức là chị sống ở Bắc Giang phải không đấy, đúng không? Chị trả lời là bú sư, à, ủa chu trai Bảy Ninh, đúng rồi, không phải, tôi sống ở Bắc Ninh, đúng chưa? Ờ, nhá. Rồi, thế bạn khác nào? Thế gì nhỉ? Chi, nỉ chu trai Khứa này ma, nỉ chu trai Khứa này ma? Nỉ chu trai Khứa này ma, tức là gì nhỉ? Bạn sống ở Hà Nội phải không? Đúng không? Ừ nhá, nhỉ chu trai Khứa này mà bạn sống ở Hà Nội phải không? Và như là Chi nó không Mạn nhà Chi dầm nghe được phải không Chi? Cứ ao ra ao vào ấy. Kim Anh nào, Kim Anh nhỉ nó, nhỉ chu trai nỏ, Kim Anh nhỉ chu trai nỏ. Ủa chu trai Bảy Giang. Ờ chu trai Bảy Giang à? À chu trai Bảy Giang nhá. Ủa thế cô tưởng lần trước sao tưởng ở Bắc ở đâu nhỉ? Ở Yên Phong mà. Đó, em là Bắc Ninh. Thế à? Làm ở Yên Phong. Thế à? Ồ, chu trai Bảy Giang, can sư trai gì nhỉ? Trai Bảy Ninh cung chu gì? Ồ, nhá. Sống ở Bắc Giang nhưng mà làm ở Bắc Ninh, đúng không? Ừ, rồi, ok. Đó. Đấy, như vậy chúng ta có từ chu nhá, sống. Tiếp này, mình có từ lái chư. À, lái chư. Đến từ đâu đấy? À, đến từ đâu đấy? Cái này thì thường hay như kiểu dạng là giới thiệu về quê nhỉ? Thay vì nói các bạn là người quê ở đâu, ví dụ các bạn nói là người Bắc Ninh hay là người Bắc Giang, thì các bạn có thể dùng cái từ này để nói ví dụ tôi đến từ Bắc Ninh hay tôi đến từ Bắc Giang nhé. Mình dùng từ lái chư nhé. Lái chư, đến từ đâu? Động từ đấy, cái từ này sẽ như kiểu sử dụng kiểu cụm động từ, đến từ đâu đó. Ở chữ lái sẽ biết như nào nhỉ?
lái thì viết như sau nhé, hướng dẫn chị lái này, ta viết nét ngang này trước này, đấy, hai nét phẩy nhé, xong một nét ngang nữa, đó, sổ xuống, phẩy và mắc vào sang, đấy, từ đây đọc là lái. Chữ chư này, phẩy một cái, đúng không? Sang bên dưới chúng ta viết một cái hình chữ nhật như này, sau bên trong là hai nét ngang, đấy, và cuối cùng là kết thúc nhé, mình có từ lái chư đến từ đâu? Nào, ví dụ nói là đến từ Mỹ thì sẽ nói là gì nhỉ? Lái chư? Lái chư Mỹ Quốc. Mỹ Quốc, tuệ, gọi nhá. Ừ. Đó, lái chư Mỹ Quốc. Đấy. Thay vì nói là Mỹ Quốc rấn, đúng không? Ủa chư Mỹ Quốc rấn, tôi là người Mỹ, thì chúng ta có thể nói là ủa lái chư Mỹ Quốc, là người ta cũng hiểu được rồi, đúng không? Đấy nhá, ủa lái chư Mỹ Quốc. Hay là ủa lái chư gì? Trung Quốc, ủa lái chư Hàn Quốc, hay là ủa lái chư Nhật Bản, đúng chưa? Ừ, nhá. Ủa lái chư Bắc Giang, đúng không? Lái chư. Thế câu hỏi nào, bạn đến từ đâu thì sẽ hỏi như nào? Bạn đến từ đâu? Lái chư là lái chư ná lỉ hoặc lỉ nỉ lái chư nọ, đúng không nhá? Văn nói người ta hay dùng ná lỉ nhá, hay dùng ná lỉ cho nó kiểu nó thuận ấy, nó thuận, đỡ phải uốn lưỡi lên. Đấy, đỡ phải uốn lưỡi. Nỉ lái chư ná lỉ. Đấy, câu này như kiểu tiếng Anh là where are you from đấy, đúng không? Đấy nhá, nỉ lái chư ná lỉ. Đấy, tôi đến từ Bắc Ninh. Ủa lái chư Tây Ninh, đúng chưa? A tá nào, anh Đạt, nỉ lái chư ná lỉ. A tá, nỉ lái chư ná lỉ. Lái chư Tây Ninh à? Nhìn lái chư Tây Ninh mà. Lái chư Tây Ninh. À, lái chư Tây Ninh đúng không? A tứa Đức, nhìn nó, nhìn lái chư ná lỉ Đức. Ủa lái chư Tây Ninh. À, dễ lái chư Tây Ninh đúng không? À, A Phang Phóng, nhìn nó, nhìn lái chư ná lỉ. Ủa lái chư Tây Ninh. Ừ, ủa lái chư Tây Ninh, được chưa nhá? À, ủa lái chư Tây Ninh. Đấy, thì đây chúng ta có từ lái chư. Đó, tiếp theo là mình có từ chỉ, chỉ nhá, chỉ là mấy. Cái từ này trong tiếng Trung nó cũng được xếp vào dạng đó là đại từ nghi vấn nhá. À, xếp vào dạng đại từ nghi vấn. Dùng để hỏi, hỏi cho cái gì ạ? Hỏi cho số lượng nhá. Chỉ này được gọi là đại từ nghi vấn, dùng để hỏi cho số lượng. Thế là thường cái từ chỉ này hay để hỏi cho số lượng gì thôi, dùng để cho hỏi cho số lượng ít mà nó tầm độ khoảng nhỏ hơn 10 thôi nhá. Đó, thì mình cứ ước lượng đúng không? Những cái gì mà mình cảm thấy là nó số lượng nó cũng trả lời nó chỉ tầm độ đến 10 thôi hoặc dưới 10 thôi, thì khi hỏi thì mình hay dùng từ chỉ để hỏi. À, hay dịch là mấy đấy, hay dịch là mấy. Ví dụ như là gì, nhà bạn có mấy người này đúng không? Hay là hôm nay là thứ mấy này đấy, rồi thì hay là cháu năm nay mấy tuổi này đúng không? Mấy tuổi rồi, được chưa? Chứ không thể nào hỏi bố các bạn là bố mấy tuổi rồi được đúng không? Đấy nhá. Vậy là trên 10 trở lên thì thường chúng phải hỏi là bao nhiêu tuổi đúng không? Đấy. Thế còn chỉ là dùng cho câu hỏi dưới 10 thôi. Đấy. Ví dụ nhìn thấy cái đứa bé bé này sẽ hỏi là ồ cháu mấy tuổi đúng không? Sẽ là gì? Ní chỉ xuê, ní chỉ xuê. Đấy, cháu 5 tuổi sẽ là của gì? Ủa ủ xuê, đúng không? Ủa ủ xuê nhá. Đấy, 5 tuổi. Thì có từ chỉ. Nào, chị là chị Trang nào. Nỉ tờ ớ chữ chỉ xuê. Ở đây chúng ta có từ ớ chữ. Chắc chúng ta sẽ học từ này. Ớ chữ là con trai ạ. Ớ chữ là con trai. Ồ, nỉ tờ ớ chữ chỉ xuê. Ủa ớ chữ liêu xuê. À, ớ chữ liêu xuê là nỉ tờ nỉ ớ nó. Nỉ tờ nỉ ớ chỉ xuê. Nữ ớ, con gái. À, chúng ta có từ nữ ớ. Không. Ủa nữ ớ, chi xuê. À, nữ ớ, chi xuê. Ồ, thế đẻ dày nhờ. Một đứa 7, một đứa 6, đúng không? Ừ, nhá, rồi. Thế chị Diệu nào, Amel. Nữ tờ ớ sự chỉ xuê, Amel. Ờ, ủa tờ ớ sự họ ủ xuê. À, ủ xuê. Nữ yếu nữ ớ mà, yếu nữ ớ mà. Họ ủa mấy ớ. À, mấy ớ nữ ớ, đúng không? Chứ hiểu ý các ớ sự mà. Chỉ có một đứa con trai thôi à? Ủa dỗ lẻng cơ lẻng cơ ớt sự đúng không? À lẻng cơ ớt sự được chưa? Ờ nhá. A tá nào, anh Đạt, nỉ tờ ớt sự chỉ xuê. Nỉ tờ ớt sự chỉ xuê. Ủ xuê. À ủ xuê. Nỉ tờ nữ ớt nó, nữ ớt chỉ xuê. À sorry. À nữ ớt. À, là con trai đúng không đấy nhỉ? À đúng rồi, ớ sự là con trai, thì ớ sự chỉ xoay con trai là mấy tuổi? Ớ sự, ớ sự, ớ sự,
Thường hai nhá, hai lúc này đang nói về số lượng, 2 tuổi đây là số lượng nhé, hay dùng từ lẻ nhá, hay dùng từ lẻ đó. Sau này kỹ hơn, nghĩa sẽ nói là ở lẻ xoay nhá, lẻ xoay, đúng chưa? Lẻ xoay, đúng không? Ở sự lẻ xoay, nghĩa là nó nghĩa chỉ xoay. Thì con gái thì mấy tuổi ạ? Có vẻ em đây mạng yếu sao nhỉ? Nghĩa là nó không nghe thấy được. Kim Anh nào, Kim Anh nào, nghĩ tạo ở sự chỉ xoay Kim Anh. Ủa tạo ở sự san xoay. Ủa ở sự san xoay, nghĩa là nó, nghĩa là chỉ xoay. Ủa tạo nghĩa là ủ xoay. À ủ xoay, thấy chưa? Rồi ok, đấy, thì đấy là từ chỉ nhá. Tiếp theo nào, mình có từ khẩu ạ. À khẩu đây. Khẩu, từ này đọc là khẩu nhá. Rồi, viết rất dễ đúng không? Một cái ô vuông như thế này thôi. À ô vuông như thế này thôi. Từ này mình có thể dịch là miệng này, à có thể dịch là cái miệng hoặc cái mồm nhá, cái miệng hoặc là cái mồm đấy. Thì gần như là chúng ta thấy là những cái hành động gì đúng không mà liên quan đến mồm đến miệng ấy thì rất hay có cái từ khẩu này. Đấy, điển hình là mình đã học từ khưa là uống rồi đúng không? Đấy thì có cái bộ khẩu ở đầu đấy để thể hiện là cái hành động này liên quan đến hoạt động của mồm đúng chưa? Đấy. Thế ngoài ra cái từ khẩu này này nó còn dùng để nói về nhân khẩu trong gia đình nhá. Khi mà hỏi hay là nói xem là gia đình nhà mình có nhân khẩu là bao nhiêu người hay là có số lượng người là bao nhiêu thì người ta rất hay dùng cái từ khẩu này để nói. À hay dùng cái từ khẩu này để nói này. Vậy câu hỏi nhà bạn có mấy người nhá? Nhà bạn có mấy người? Đó thì trong tiếng Trung người ta sẽ dùng như sau. Dùng như nào anh biết không? Nhà bạn là cái gì đã? Nhà bạn là gì nhỉ? Cha nỉ. Nỉ cha chứ, nhà bạn phải đổi ngược lại bạn trước nhà sau đúng không? Nỉ cha, nỉ cha. Có là gì học rồi? Dẫu, đúng chưa? Dẫu. Từ để hỏi mấy là gì? Mấy vừa rồi học xong đấy. Chỉ đúng chưa? Chỉ khẩu lấn. Đúng rồi, vậy người ta sẽ thêm chữ khẩu vào, thêm chữ khẩu vào trước chữ lấn nhá. Thì khẩu trong trường hợp này nó sẽ đóng vai trò là gì đây? Sau này đến bài số 9 á, chúng ta sẽ được học cái khẩu này, cái từ loại của nó trong trường hợp này sẽ gọi đây là gì? Lượng từ nhá, lượng từ trong tiếng Trung. Đấy. Thế còn ngày hôm nay thì mình cứ tạm hiểu là gì? Khi mà hỏi nhà bạn có mấy người, gia đình bạn có mấy người, bình thường là các bạn sẽ chỉ hỏi chỉ lấn thôi đúng không? Nói như thế chưa đủ nhá, nói như thế chưa đủ thì mình bắt buộc phải nói là nghĩ cha hiểu chí khẩu lấn. Thế còn sau này tại sao lại phải nói như thế thì sau này đến bài số 9 chúng ta học về phần lượng từ nó sẽ được, nó sẽ hiểu hơn, nó sẽ hiểu hơn nhá. Đó, nỉ cha hiểu chí khẩu lấn, nhà bạn có mấy người? Đấy, người ta sẽ nói như này. Thế thì trả lời này, ví dụ nhà tôi có 4 người nhá, nhà tôi có 4 người. Đó, thì người ta sẽ trả lời như sau. Ủa cha hiểu sư khẩu lấn, sư khẩu lấn nhá. Đấy, chứ không nói là hiểu sư lấn đâu, phải nói là hiểu sư khẩu lấn thì nó mới đầy đủ và nó mới chính xác. Hoặc là sau này mình học một cái từ nữa là từ cưa, cũng có thể thay thế vào từ này cũng được. Đấy, nhưng sau này học sau, đúng không? Đấy. Tạm thời ngày hôm nay mình biết là cách hỏi về gia đình có mấy người là sẽ hỏi như thế này nhá. Nỉ cha hiểu chí khẩu lấn. Đấy. Lần lượt nhà bạn đúng không? Có mấy người? Ủa cha hiểu sư khẩu lấn, nhà tôi có 4 người. Kiên, nghỉ cha hiểu chí khẩu lấn. Kiên, nghỉ cha hiểu chí khẩu lấn. Ủa cha hiểu sư khẩu lấn. À hiểu sư khẩu lấn đúng không? À sư khẩu lấn sấy, ai nhỉ? Sấy ở đây có nghĩa là những ai đấy? À sấy. Bà bà. Bà mà mà cơ cửa. Ủa. À cơ cửa, cơ cửa, ủa cơ cửa hay sư tì tì? Hóa ra sư tì tì bà. Hình như là em trai chứ không phải anh trai đâu Kiên. Cứ cửa. Anh trai ạ? Vâng. Ô thế à? Cô tưởng em là anh còn một dưới là một em khác mà. Không, em và em út. Ô thế à? Thế trên là anh nào? Anh Thái. À cô bị nhầm. Ồ đúng rồi. Ồ thế thì cô bị nhầm Thái với Kiên. Cô cứ tưởng Kiên là anh, Thái là em cơ. Rồi ok. Chị Trang nào, nhỉ cha hiểu chí khẩu lấn. Nhỉ cha hiểu chí khẩu lấn. Ủa cha hiểu san khẩu lấn. Ồ hiểu san khẩu lấn đúng không? Ừ sấy, những ai nhỉ? Mama, papa, ủa. À papa, mama, ủa đúng không? Ồ thế cái bọn con kia vứt đi à? Không được tính vào thành viên trong gia đình sao? Yeah. Rồi thì chị tưởng em hỏi gia đình nhà bố mẹ chị thì chỉ có 3 người. Thường nhá. Thường ấy thì ví dụ như là nếu mà mình chưa cưới, chưa lấy chồng lấy vợ đúng không thì mình sẽ hay kể về gia đình nhà mình. Còn nếu mà mình đã có gia đình con rồi thì thường sẽ kể gia đình của mình trước đúng không? Còn bố mẹ ấy là thế thì chị nói là lúc khác rồi. Ừ đấy, đúng chưa? Bây giờ là phải kể gia đình nhỏ của mình trước đúng không? Ủa cha hiểu gì? Ủa cha hiểu sư khẩu lấn. Ừ đúng rồi. Chồng là gì nhỉ? Lão gì? Lão cung. Ừ. Tùy ớ, ớ chứ, ủa. À được chưa? Hoặc ví dụ nếu mà bây giờ chúng ta muốn biểu đạt dài hơn chẳng hạn như là con trai 5 tuổi thì bây giờ sẽ biểu đạt như nào? Thằng con trai 5 tuổi đúng không? Mình sẽ nói là gì? Ủa
Thế phải nói 5 tuổi lên trước nhá. Ủ xuây tợ đúng không? Bởi vì gì, thằng con trai 5 tuổi này thì chúng ta đang muốn nói đến cái gì là chính này, nói đến thằng con trai là chính. Cái 5 tuổi nó chỉ là gì thôi ạ? Nó là cái thành phần bổ sung ý nghĩa, gọi là nói rõ hơn cho cái thằng con trai đấy thôi đúng không? Thế nên là trong tiếng Trung ấy, những cái thành phần mà bổ sung ý nghĩa cho danh từ là bao giờ đưa lên trước, sau đó kết nối với nhau bởi chữ gì nhỉ? Tợ đấy, đúng chưa? À nhá, như vậy mình sẽ nói là ủ xuây tợ ở chữ, ví dụ như thế. À ủ xuây tợ ở chữ, hoặc là đứa con gái 3 tuổi nữa thì sẽ nói là gì? Ví dụ đứa con gái 3 tuổi sẽ nói là san xuây tợ đúng không? San xuây tợ nữ ớ, à sẽ phải nói là san xuây tọ nữ ớ nhá. À san xuây tọ nữ ớ. Đấy, được chưa? Rồi, lão công này, gì nữa ạ? Ủ xuây tọ ớ sự này, san xuây tọ nữ ớ này, chả như thế. Và gì nữa? Và tôi đúng không? À đây chúng ta học một liên từ và nhé. Và trong tiếng Trung mình sẽ nói là gì? Khứa. Ừ, đây chúng ta có từ này ạ, khứa nhá. Khứa. Người đọc là khứa. Thì là và, ờ và nhá. Khứa này. À, như vậy sẽ nói là khứa của đúng không? À khứa của nhá, khứa của và tôi. Đấy, vậy thì sau bài ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu thêm được thông tin đó là gì, xem là nói về gia đình mình có bao nhiêu người, được chưa? Rồi. Ờ gì nhỏ Amel, nhỉ cha hiểu chí khẩu rắn. Chị Diệu có đây không? Hình như bị bật ra ngoài. Ở đây, có đây. Ơ, hôm nay không bị ao ra nhỉ? Ừ. Chưa, sắp rồi. Hai phút nữa. Gì nhở bạn khác vậy nào? Ai đây? Chi nói được chưa? Mì cha hiểu chí khẩu rắn chi? Của cha hiểu liêu khẩu rắn. Ồ, liêu khẩu rắn à? Sáu người cơ à? Nhiều nhở? Sế? Ai? Bà thì nói như nào ạ? Bà nội sẽ nói là nải nai nhá. Mình có từ nải nai. Ờ, nải nai là bà nội. Ừ, nải nai. Nải nai. Bà ma mằng. Cưa cửa mây mẩy en à quên ừ. Khứa của à, khứa của được chưa en en mi en mi ok tiếp nào hằng nỉ cha na nỉ cha hiểu chí khẩu rắn hằng của cha hiểu sư khẩu rắn ờ sư khẩu rắn đúng không ừ sẽ của ba bà mama tì tì khứa của tì tì khứa của được chưa rồi ok anh đạt a tá nghỉ cha hiểu chí khẩu rắn chị thả là đi đâu rồi rồi bạn khác vậy nhá thế phóng đâu phóng ơi nghỉ cha hiểu chí khẩu rắn dạ ừ trai của cha đọc là của cha nhá của cha hiểu của cha hiểu sư khẩu rắn. Ừ, sư khẩu rắn đúng không? Ừ. Sấy nhỏ như ai nhỏ liệt kê xem nào. Ba bà, ma mà, cưa cửa, khứa, ủa. À, khứa ủa, được chưa? Rồi, ok. Đấy, thì đấy là cách nói về thành viên trong gia đình nhá. Đây, chồng này, chồng sẽ đọc là lão công đúng không? Vợ sẽ đọc là lão phúa, à lão phúa nhá. Đấy, ừ, nữ ớ, con trai sẽ là ớ sự, nhá, ớ sự nha. Rồi. A Trang nào, chị Hương đâu? Chị Hương đọc là bốn từ này nhá. Chồng nào? Là cung. Ừ. Là búa. Ừ. Người ớ. Ừ. Ở chữ. À, ở chữ. Ở chữ nhá, đọc là ở chữ. Ừ, ở chữ. Rồi, A Trang, thế nhỉ cha hiểu chí khẩu rắn. Thế nhà chị Hương có mấy người? Nhỉ cha hiểu chí khẩu rắn. Nhỉ cha hiểu sư khẩu ừ, thường khẩu nhà vẫn tầm độ bốn người nhà sư khẩu rắn đúng không ừ, cứ một chồng một vợ là hai con nhá đúng không đấy để cho có từ hỏi về gia đình nhá rồi tiếp theo nào bây giờ chúng ta sẽ cùng sang một cái cấu trúc mới á cấu trúc mới đó là gì đấy ạ cách hỏi ai đó đã làm một cái việc gì đó chưa và trả lời xem nó như thế nào nhá đấy đây là cấu trúc mới này hỏi xem là ai